Này, để Trừng nay Trừng gọi điện cho sĩ thử coi, lâu quá rồi không có gọi thử. Sĩ hít. Hello. Nghe không sĩ? Nghe rồi hả? Ồ, mới cắt tóc hả? Mà sao thấy tóc nay ngắn quá vậy? Hả? Ơi, lâu quá rồi không có gọi hỏi thăm hai anh em tuần rồi. Sao, mấy ngày này sao? Cách ly rồi sao? Hả? Ở trong nhà, ở trong nhà không hả? Để anh gọi điện cho sĩ rồi anh đâu rồi, có thấy gì không? Em thấy ai nhau? Thấy không? Thấy ai nhau? Sao anh thấy em mờ quá vậy? sao yếu Sóng yếu. Để anh gọi điện cho em rồi anh quay phim cái này, lâu quá rồi không có cập nhật tình hình sức không có cập nhật tình hình sức khỏe của hai đứa là sao cho khán giả biết nè. Tôi hù hả? À, anh quay lên thấy phim thấy tôi hù à? Thì cơm nước gì chưa? Tại đó đây. Sao ngủ giờ này mới vậy? Giờ là đã 12 giờ trưa rồi ông kẹ. Sao ngủ trễ chứ hả? Ngủ dậy trễ chứ hả? Ừ. Sao uống thuốc vô mệt hả? Mấy nay nghe ấy hả, nghe uống thuốc lại hai cử rồi phải không? Ừ. Ai chia thuốc cho em? tự phân uống đâu chị Ồ, nay tự phân thuốc uống luôn hả? Được. Tốt. Rồi Dũng bữa giờ sao vậy? đang ở đâu ạ? Anh đang ở nhà này. Nhà anh bị cách ly rồi. Bà nội khỏe không? Bình thường hết trơn ha. Rồi. Ủa bà nghỉ chết rồi hả? Trời ơi, thuốc chuột ở đâu mà nó ăn? Trời ơi, tội nghiệp nó không? Quá. Chết lâu chưa? Trời ơi. Tội nghiệp nó ghê chưa? Tự nhiên để cho nó đi lang thang nó ăn rồi mà bỏ thuốc chuột sao mà không có xích chó lại trời. Rồi anh Dũng sao, nó có buồn không? Trời ơi, rớt nước mắt luôn chứ buồn gì. Tự nhiên cái bỏ thuốc chuột để cho chó chết uổng không? Nó thì nó đi nó ăn phải rồi. Vậy là giờ còn con nào không? con mà té đìa chết con còn bốn con mà cho hết ba con còn anh con
Thôi vậy ráng dưỡng đi, cũng có một con nối dõi tông đường chứ không thôi là nó bị tịt nọc luôn rồi. Dũng nuôi nhưng mà em cũng phụ cho anh đi, chó dễ thương mà, cái đàn chó nó dễ thương mà. Ừ. Ổn quá. Nhà anh bị cách ly 21 ngày rồi. Cách ly xã hội khác, còn của nhà anh là bị phong tỏa luôn, bị chăn dây luôn. Ừ. Ừ. Hàng xóm nhà anh bị F0 á, bị mắc Covid chứ. Ừ, vậy ta phong tỏa mấy cái hộ gần gần đó, có trong đó có nhà anh luôn vậy. Đúng rồi. Có bữa nào em mượn xe chú Mừng mua mấy thứ đồ lên giùm anh được không? Đâu gì Thì như đồ ăn, đồ uống, rồi thuốc thang đồ này kia đó. Thì lên rồi anh chỉ cho, em cứ chạy lên đi rồi cầm điện thoại lên rồi đi tới đâu gọi điện cho anh rồi anh chỉ cho. Cũng dễ đi mà. Được ha. Hả? Không à. Nay không có đi rút tiền được luôn á, anh không có đi rút tiền được luôn á, không có tiền luôn á. Em giờ còn nhiêu là trong túi? xài đâu. Bữa giờ không xài gì luôn hả? Rồi rồi ăn uống sao? Rồi ăn uống rồi lấy tiền đâu ăn? À, cũng phải đưa tiền thêm cho nội mua chứ, nội tiền lương cũng đâu có được nhiêu đâu, phải không? Lương của nội là giờ tháng được nhiêu sỉ? Ừ. Trời ơi. Trời ơi, quên gì khôn vậy ông kẻ. Vậy là còn tiền phải không? Còn tiền để mua đồ cho anh phải không? Vậy giờ anh dặn nè, mua cho anh 10 kg gạo rồi đường, bột ngọt, y như kiểu một cái phần quà từ thiện vậy đó, mua giùm anh được không? Rồi khi nào đưa lên được? À, cái khi nào mua được thì có gì cho anh hay ha, anh chỉ đường nha ha. Nhà anh giờ bị nhốt cả nhà trong nhà ra vậy đó, rồi chăn dây. Khổ ghê á. Tính bữa cây lậy nói người ta dỡ rào á, tính hết phong tỏa rồi á, để anh chạy lên thăm sĩ Dũng với bà nội ông Mừng mà rốt cuộc vậy đó. Ở trên kia dỡ, ở trên nhà sĩ dỡ phong tỏa thì giờ người ta lại phong tỏa với nhà anh, khổ ghê á. kiểm dịch á. Ủa vậy thì sao em đi ra đi lên anh được? Vậy rồi sao? Vậy rồi sao lên? À, thôi vậy thôi ráng ha. Chứ giờ anh hết cách rồi, trên này giờ nhà nào mấy người bạn của anh cũng bị ấy hết rồi, cũng bị cách ly hết rồi. Giờ tiền còn nhiêu? Đủ mua đồ cho anh không? Ừ. 10 kg gạo thôi, anh ăn đủ 21 ngày được à. Ừ, nhà anh đâu có một mình anh ở đây à, tại vì chị với lại mấy đứa con anh ở bên kia rồi. Hả? 10 kg đủ, anh ăn ít mà.
cái 20 cái hả? Sợ hết tiền của em thôi. nhiều hai cái 200 Hai ký là cũng ký 10 ký là trăm trăm rưỡi anh gạo gạo dẻo 150 160 vậy là cũng 320 à. ngon. Vậy một chai nước tương anh nước tương nước mắm với lại rau ria vậy được rồi. Rồi anh Dũng đâu? Vậy hả? Em kêu nó qua xíu rồi, anh gặp xíu rồi. Hết việc cái anh chạy lên để máy vậy luôn đi, để máy vậy luôn đi xuống gặp nó đi. Trời ơi, sĩ giờ này nó mới ngủ dậy thiệt chứ. Bó tay. Anh bữa anh dặn em là hẹn giờ đồng hồ mà để dậy cho sớm mà kỳ vậy hả? Dậy không nổi hả? Dũng hết. Dũng hết khỏe ơi. Giờ cục sạc không có còn. Vậy hả? Hèn gì bữa giờ? Giấu thì giấu luôn. Hả? Giấu thì giấu luôn, nhưng ba mừng lấy rồi, vụ lấy cho bằng được rồi. Bữa giờ anh gọi em thấy tít Ba tít mừng tít. Ba mừng lấy làm chi? trời ơi, lấy ổng không xàm á, của đó, của ổng ổng thái quá ổng lấy rồi, giờ bỏ cái máy không. Trời đất ơi. Vậy là Ba ba, mừng vậy lấy là ba xong. lấy cục sạc. Rồi em đang còn giữ máy hả? Dạ giữ cái máy mà không có cục sạc. Trời ơi. Anh khỏe không anh, có bị chưa? Anh khỏe. Anh chưa ăn cơm, anh bị cách ly rồi. Giờ anh không có hết gạo ăn rồi, anh đang nhờ sĩ đi mua nè. Thiệt mà. Rồi chiều Dũng với sĩ chở gạo lên cho anh được không? Thiệt mà. Được ha. Chứ bữa giờ anh đâu có gạo ăn đâu, bữa giờ người ta chăng dây rồi nhà anh bị nằm trong cái phong tỏa rồi. Ê Dũng, anh hỏi nè. Tin buồn gì? Anh cũng đang tính hỏi. Ừ rồi nói đi. Sao? Băng y mẹ để cho thì con băng y mẹ tự tầng rồi chết hả họng cười te cười tét luôn mà con mắt không nhắm mắt tận tà tận tọc tận tắng tận dọc luôn Trời ơi, nói cái gì nghe chết thấy ghê vậy le Dũng? mà chết le lưỡi mà cười Trời cười ơi. hỏi anh con anh nhớ không Rầy rầy rầy, vì sao nó chết? tốn cái gì mà thầy không được đứt ruột đứt gan thôi tim phong thèo hỏi gì tổng chết veo luôn Trời đất ơi, chết rồi lâu chưa? ơi, nay có 2 3 bữa rồi Anh cũng mới nghe sĩ nói nè. Nó bị ăn thuốc chuột hả em? Trời ơi. Tội nghiệp nó không? Rồi giờ còn mấy đứa con sao? xử trăm rồi Em giữ lại con nuôi đi để cho nó có ấy đi. Có dòng có dõi chứ tự nhiên cái giờ chết hết trơn vậy trùi lủi vậy sao? Giữ lại con đi. biết con này ba mình có biết chịu giữ không hai bác nữa Thôi, đã nói ba đừng bán, nói nói. lớn rồi được rồi xử nữa chứ gì Thôi thôi, em nói là giữ con để bữa nào anh Trường lên anh Trường lấy về nuôi à, chứ đừng có bán. Giờ còn mấy con? dạ Dũng dùm cha Vậy giữ giùm anh nha. à, mấy đứa con anh khỏe có nhà không cái mặt anh sân trường đâu rồi nè Mấy nhỏ anh khỏe, cảm ơn em, khỏe hết. Bà nội khỏe không? khỏe mở mắt đuôi này, nó bắt gọn không biết giờ nào được À, bà nội bữa giờ còn đau nhức không? anh sân trường nói
chuyện với nội anh chút nè, À. rồi nói chuyện với Dũng, nói chuyện với nội đi rồi chút nói chuyện với Dũng đây Ừ, để anh gặp bà nội chưa. đi. Dạ, bà khỏe không? Khỏe, nay nay bà đau, hôm bà cũng bị bệnh, hai bữa nay bà bị choáng váng ói thôi nằm ngay đơ đó. Rồi nhà con mấy đứa con khỏe rồi, về ngoại hay đâu rồi? Dạ, mấy đứa nhóc con về bên nhà ngoại rồi, bà ba ơi. Tụi con có đi đâu được không, rồi nó không dùng hay gì? Dạ, cái nhà con có người hàng xóm láng giềng bị mắc Covid nên là không có đi ra được. Người ta chăn dây trước hẻm rồi. Vậy hả? Dạ. Làm gì cứ mặt có tiều tị buồn gì à, có chuyện gì không? Đâu có gì đâu buồn bà. Cái gì rồi con nói với bà chứ, coi như bà cháu như ruột thịt rồi đó. Dạ, không có gì đâu bà ơi. À. Ba bữa giờ là bình thường, 2 ngày này là bị ấy hả, bị choáng váng hả? À, bệnh mình à, yếu rồi, Dạ. bệnh hoài vậy. Dạ, rồi thôi bà ráng bà ăn uống đi. Rồi dịch bệnh giảm giảm rồi có gì con chạy lên con thăm. Chứ bữa giờ cái con cũng không có đi đâu được hết trơn á. Dạ. Rồi tới giờ con đi làm việc rồi làm sao đi được không? Tới Dạ chiều con giờ phải đi. con cũng làm việc từ xa bà ơi, con ở nhà không à, chứ bữa giờ mấy cái công việc của con giải quyết trên email không à, trên máy tính không à, không có đi. Ở bà đó nó giải quyết cái chợ ngoài đó, con biết chợ ngoài giờ nó phong dùng không có một người, còn ở chợ Bắc thì nó còn để cho tự do ăn uống mà đi theo điều độ Dạ. chứ không có đi luôn tuần được, vô phải khám bệnh mới mua đồ mới nó coi hết tên rồi. Dạ, coi bà coi mắm muối gì đó bà đi bà mua một lần vậy đó để ăn dài dài rồi mua mấy cái vỉ trứng á, về để mình ăn cho được lâu lâu chút xíu chứ đừng mấy nay đừng có đi chợ thường, đi chợ thường cũng nguy hiểm lắm. Đồ ăn thì bà gửi không à, Dạ. đôi khi thì thằng Mừng mua, đôi Dạ. khi thì gửi nhỏ máy trên nó mua, bà ăn bà đâu có đi chợ được. Dạ. Bởi vậy nay Thôi hạn chế đi thôi chứ bệnh dịch ở ngoài đường cũng không biết người nào mắc người nào không á. trời ơi, về đài nó kêu sáng bệnh với COVID-1, COVID-2 gì tới COVID-3 đó là cách ly ở nhà đó. Dạ. Quá trời cũng nó kêu đó, Dạ. cách ly ở nhà. Thì Quá trời bệnh. cái kiểu vậy thì giờ Bệnh rồi. kiểu vậy thì giờ cũng còn dài lắm, còn dài dài lắm nên là Rồi. có cơ hội mà đi chợ đó, bà mua gạo khá khá một chút xíu tại vì nhà mình cũng ít người đi chợ được á, nên là có gửi á, thì bà gửi khoảng tầm vài 30 kg gì đó để mà ăn luôn. Có bao Có 50. rồi bà, có rồi. Dạ, Có rồi được dài lâu rồi. vài chục hen rồi mắm muối tương đồ này kia bà thủ sẵn nó đi, cũng không có cần quá nhiều nhưng mà đủ mình xài trong 1 tháng tại vì bà cũng neo người á, không có đi chợ được thường á. Dạ. Với bà đâu có đi được, bà đi sinh sống nó vòng lên cái về nằm luôn, không có xuống đất được. Dạ. Bây giờ bà gửi tâm từ mấy nay ổng có đi bằng giấy 1 lần, Dạ. thì đi mua thuốc 1 lần, ngân kiều mấy trên chở cho bà không có dám đi. Dạ. Ông về tôi ra vô má con đồ khỏe mạnh, có điện tới lui gì không? Dạ, ở ngoài quê con má con cũng khỏe bà. Thôi vậy mừng đi, Dạ. vậy cái rồi hả, cha mẹ khỏe con mừng vậy. Dạ, rồi cảm ơn bà, để con gặp lại anh Dũng bà. Thôi vậy bye bye nha, Dạ, bà. bye Để máy đi bà đừng có tắt, bye. để con gặp lại anh Dũng đi. Làm sĩ hả? Sĩ Dũng gì cũng được. Nói thêm chút nữa, thằng sĩ bây giờ nó ăn uống ít quá trời, đi về sao đây, Vậy hả, nó ngày nó ăn. ăn có lần tới tối, nó ăn có lần ngày ăn có giác à. Trời ơi giờ Dạ. bà ba biết làm sao, nó ốm quá trời ốm rồi con ơi, nó không có chịu ăn, Dạ, bà ráng động nó viên uống nó cái đi, gạo nó không chịu ăn, ráng động giờ viên nó bà biết ăn uống cho nó khá khá một chút xíu đi chứ bữa nay cũng không làm có sao lên nó được thường uống á. nước nữa. Dạ. Trời ơi, nó không uống nước luôn mà nó không ăn luôn, Vậy hả? nó không đói mà sao mà con sao không đói. Trời ơi ơi, giờ không biết làm sao, bó tay luôn rồi. Con gặp lại nó đi, con gặp lại anh sĩ đi. Phải ăn chứ không ăn không được con ơi. Nó ta nấu rồi ta kêu ăn còn chưa có, Ráng còn ăn đi chưa. sĩ. Nghe không? Nghe không? Em nghe không? Ừ. Nói à, ráng ăn uống vô đi chứ ăn ít vậy đâu có được. Sao vậy em không có đói hả? Kỳ vậy.
không có đói mà rồi cũng không có khát luôn hay là sao mà không có uống nước luôn. Thì uống chứ, người nhỏ mới nói, Bà nói em lá uống, nhỏ nó nói gì đâu. bà nói em ít uống nước lắm mà. Có uống đâu, thả không uống. Ta ngày 3 lít thì em ngày cũng được 1 lít chứ không lẽ giờ không có uống hả? Uống ngày chai nước suối, múc nước vô để đồ lạnh, rồi lạnh uống. Ngày có 300 chai nước suối đó có 350 ml nè, 350 ml uống vậy là ít á. Rồi bữa giờ có nghe anh tập thể dục gì không? Tập đi, tập cho tay cứng cứng đi, bữa nào anh lên rồi anh với em đi mua xe đạp. Cô Tâm hôm bữa anh có nói với cô Tâm rồi đó, cô nói cứ mua đi rồi có gì cô tính sau á. Rồi. Đấy, tập cho cái tay nó cứng cứng chút xíu rồi thần kinh nó lanh lẹ rồi em mới đi xe đạp được, thì từ từ mới đi xe máy chứ kiểu em vậy thì ai dám giao xe máy cho em chạy. Rồi còn đi xa xa ra đánh bắt xa bờ, ví dụ như là mấy bạn nữ ở quê á, có chồng hết rồi thì mình có xe máy mình đi ra xa xa một xíu, mình đi gặp gỡ mấy bạn xa xa, cơ hội kiếm vợ nó cao hơn. Nghe tới vợ cái khoái cười. Anh hỏi thiệt nè, anh hỏi thiệt nè, giờ thấy mấy bạn nữ có cảm xúc gì không? Thấy cũng bình thường thôi đâu. Bình thường là sao, là ý là không có thích luôn hả? Có duyên đâu hết. Trời, sao mà khác anh vậy? Thì cũng phải có cái gọi là cái sức hút của cái giới khác chứ, không lẽ là em không thích, không lẽ em thích nam hả sĩ? Còn có cũng thích mà cũng như không có duyên, À, duyên chưa tới. duyên chưa tới, nghĩa là phải có duyên thì mình mới mới thích thì mới yêu được á ha. Rồi. Rồi hôm bữa cái bạn gì mà điều trị chung với em ở trên Nhị Bình đó, bạn đó bữa giờ sao rồi, có liên lạc không? À, anh gọi điện em hôm đó nay 3 lần rồi hỏi có ăn cơm nước không, cũng nói cũng ăn bình thường Là bạn đó chủ động gọi cho em hả? mà không biết tại sao nó biết số điện thoại của em mà nó điện không có cho số luôn, Vậy hả? rồi cái hỏi chị Hưởng có cho số không cũng nói không, mà không biết tại sao nó biết được, mà nghĩ cũng lạ, Chắc nhiều khi em cho mà em quên đó sĩ ơi, chứ sao mà bạn đó có được. đâu có cho, đâu có nói chuyện, cũng không ngủ đó ngày, đâu có nói chuyện đâu mà cho số. Rồi thôi nghiên cứu cái vụ ấy đi, nghiên cứu cái vụ anh uống lại đi nha. Ráng ngày em ăn được 2 cữ là tốt, uống thuốc thì uống 2 cữ là được rồi đó, nhưng mà kèm theo là em phải ăn cho nó đủ cữ vậy đó nó mới có cái sức. Chứ uống mà uống thuốc 2 cữ ăn có 1 cữ vậy là nó vật chết á. Thiệt á, không có nói giỡn được đâu. Giờ hên là em còn còn bắt máy của anh Trường gọi mà còn bắt máy được là còn còn ngon á, chứ anh nghĩ mà em uống thuốc mà ăn kiểu đó là chết rồi chứ. Nói giỡn chứ ráng ăn uống nha, ăn 2 cữ nha. Rồi hỏi ba mừng cái vụ tiếp tế cho anh sao. Mua gạo ấy. À, để hỏi ông coi. Hỏi tiếp tế làm sao thì có gì chơi, chiều chiều cho anh hay nha. Ok, giờ để anh làm cái video này rồi anh đăng lên cái cho khán giả biết tình hình sức khỏe của em với Dũng với bà nội sao. Bye bye sĩ nha. Rồi. Dạ thưa quý vị khán giả, cái hoàn cảnh Dũng sĩ bà ba với ông chú mừng thì Trường đã đăng tải rất là nhiều. Chắc có lẽ là nhiều nhất
cái nhân vật mà chiếm sóng nhiều nhất ở trên kênh Khám Phá Miền Tây luôn đó quý diễn giả. Thì cái hoàn cảnh của em sơ bộ là, của mấy em sơ bộ là hai anh em thì bị, một đứa thì bị bệnh tâm thần, đứa thì bị trầm cảm, mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với bà nội. Bà nội năm nay cũng lớn tuổi rồi, bà ba mình gọi là bà ba đó, bà Lương Thị Bô ở diễn giả. Bà năm nay cũng ngoài 80. Nhỏ lớn thì bà, hai đứa nhỏ đó chủ yếu là sống với bà nội. Còn ba của hai đứa thì cũng nói chung là cũng đi làm mướn như người ta ở, giống như ở đợ luôn á, ở làm chăm sóc giường cột cho người ta rồi ở đó. Nói chung cũng ở gần gần, không có ở xa, không có phải là đi làm xa gì. Nhưng mà lương lậu của ổng á thì tháng đâu có được 2-3 triệu bạc à, nên là cũng không có đủ xài cho ổng nữa. Nên hai đứa thì sống chủ yếu là vô cái đồng lương của bà nội. Thì sau khi mà cái hoàn cảnh hai em được công chiếu ở trên kênh, các cái kênh YouTube đồ này kia đó, thì cũng được rất là nhiều mạnh thường quân thương tình giúp đỡ cho hai em. Đặc biệt là cái bệnh tình của hai em thì có thuyên giảm rất là nhiều sau khi trường có đăng tải lên kênh YouTube của mình nhé. Thì được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân thì sau đó thì trường cũng cất được cái nhà cho em Sĩ. Thì nhà của bà ba thì cũng được mạnh thường quân sửa sang lại. Rồi hai đứa thì được đưa đi bệnh viện điều trị. Thì hiện giờ thì Sĩ nó cũng tỉnh rất là nhiều. Cái thời điểm mà trường gặp đầu, hồi đầu tiên á, thì Sĩ hầu như nó không có ăn uống rồi không có nói chuyện gì hết. Mà như giờ thì như quý diễn giả thấy là qua cái cuộc trò chuyện đó, thì Sĩ nói chuyện rất là nhiều rồi, cũng biết rất là nhiều, cũng có quan tâm tới người này người kia được rồi. Còn Dũng thì nó không có còn cái cảnh mà mặc nhiều đồ rồi đi lang thang ở ngoài đường. Giờ Dũng thì nó ở nhà không à. Đó, thì cũng rất là mừng. Đợt nay mấy nay thì dịch giả vậy đó, trường cũng không có đi thăm được hai em với bà với chú Mừng, nên là cũng có thỉnh thoảng có gọi điện cho hai em vậy đó quý diễn giả. Rồi trường xin tạm biệt quý diễn giả. Trong cái thời gian này thì trường cũng không có đi được nhiều, không có quay được clip đều, nên là cũng mong quý khán giả cũng tiếp tục sau khi mà dịch giả ổn định lại đó, hết rồi á, thì cũng mong khán giả tiếp tục ủng hộ kênh của trường ha, theo dõi. Rồi nếu như có duyên, có giúp đỡ cái hoàn cảnh nào đó thì có gì cùng chung tay với trường để cùng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở miền Tây ha, đặc biệt là hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre. Xin tạm biệt quý diễn giả, hẹn gặp lại quý diễn giả ở các tập tiếp theo.